I can drive, drive a car. Can you ride, ride a bike? Yes, I can ride, ride a bike. Have you been on a motorbike? Yes, I've been on a motorbike. Have you been in a helicopter? No, I've not been in a helicopter. Do you think this is a taxi? Do you think this is a car? I think that it is a taxi. That makes me very happy. What's the matter? What's the matter? What's
what's the matter? Tell me, please. Are you hot, hot, hot? No, I'm not, not, not. Are you cold, cold, cold? Don't be bold, bold, bold. Are you hungry, hungry, hungry? Don't be funny, funny, funny. Are you scared? Okay, fine, yes I am. Are you thirsty, thirsty, thirsty? Don't be silly, silly, silly. Are you sad, sad, sad? Don't be mad, mad, mad. Are you shy, shy, shy? No, not I. Are you tired? Okay, fine, yes I am. Jump, stamp, run.
my eyes, these are my eyes. This is my nose, this is my nose. These are my ears, these are my ears. This is my chin, this is my chin. These are my teeth, these are my teeth. This is my tongue, this is my tongue. These are my lips, these are my lips. This is my face, this is my face. So welcome back to Allophonics with me. Xin chào Ngân Thư, xin chào ai nhỏ? Chào bạn Linh Dương. Linh Dương ơi, cô đang chưa nhớ tên của con này. Chào Ngân Thư ha. Bạn Bảo Đăng Nam. Cô đang không biết tên thật của con là gì. Con đang nhắn là mình chuẩn bị vở và bút rồi. Ok, well done. Xin chào bạn Diệu Linh nha, xin chào Hoa Lưu nha, Hai Long.
Lớp chúng mình đã đầy đủ chưa nhỉ? Hình như là chưa đúng không? Cô vẫn còn đang thấy rất là nhiều, thiếu rất là nhiều các bạn. Đúng không? Mới có hơn hơn 200 bạn thôi. Mà bây giờ là 7 rưỡi rồi, đến giờ học rồi. Xin chào Hiếu này, xin chào. Cô có nhớ em không? Cô không nhớ tên của bạn Dương Linh. Đố con tên gì? Cô xin chào bạn Bảo Nghi ha. Bạn Hoa Nguyễn là bạn Bảo Nghi đúng không? Saha đúng không nhỉ? Thủy Nguyễn. Hello teacher, my name is Saha. Ok. Ủa thầy đâu cô? Hôm nay thầy bị ốm mất rồi các bạn ạ. À, thầy bị ốm từ tuần trước. Hôm nay thì thầy mất tiếng hẳn luôn, thế là thầy không nói được nữa. Cho nên là thầy không có tham gia lớp live ngày hôm nay với cô được, và cũng không thể gặp các con trong lớp ngày hôm nay được. Thầy đâu rồi? Chu Hà là bạn gì nhở? Bạn Hoàng Ngân đúng không? Khi nào mà có đề thi vòng 3, bạn Thùy Linh hỏi cô. Khi nào mà có đề thi vòng 3 thì các cô sẽ công bố cho các bạn nhé. Xin chào bạn Trần Anh Tuấn này. Chào bạn tiếp theo là bạn Thanh Lê. Ngày hôm nay thì cổ họng của cô cũng vẫn chưa được tốt lắm. Tuần trước cô cũng có bị đau họng các bạn ạ. Xin chào Phương Anh. Nhím Trần là Phương Anh. Ok. Mai Trâm nè. Con cũng chuẩn bị vở và bút rồi. Ok, cả lớp chuẩn bị vở và bút nha. Đề thi của vòng 3 sao chưa có vậy cô? Khi nào có thì các cô sẽ public để cho các bạn nắm được đề nhá, nên là các con yên tâm. Có là sẽ gửi đến các con luôn. Thầy đâu rồi cô? Thầy bị ốm mất rồi. Nguyễn Thanh Diệu hỏi cô này, thầy bị ốm mất rồi các con ạ. Hy vọng là thầy sẽ chóng khỏe để quay trở lại lớp với chúng mình nhá. Con tên là Thùy Dương. À, Dương Linh. Ừ đúng rồi, tên là Thùy Dương. Xin chào con. Gần tới Giáng sinh rồi á cô? Không biết là chúng mình có lịch trình gì cho Giáng sinh chưa? Có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa? Bùi Văn Nhưng này, bạn Bình à? Phải không? Nếu cô nhớ không nhầm. Bạn Thơ vừa khoe cô là con thi tiếng Anh được 9,5 đúng không? Em vào muộn 1 phút cô ơi, không sao cả. Cô mới đang chào các bạn thôi. Nào, lớp chúng mình ơi, lớp chúng mình giúp cô share livestream để có nhiều các bạn tham gia học chung của chúng ta nhé. Vì là tới thời điểm hiện tại là mấy giờ rồi nhỉ? Gần cô chào các con cũng gần được 5 phút rồi. Và vẫn chưa thấy bạn nào, vẫn chưa thấy đông đủ như mọi khi. Chưa thấy đông đủ như mọi khi các bạn ạ. Thầy đâu rồi cô ơi? Bạn Nguyễn Kỳ hỏi cô, thầy bị ốm mất rồi. Hôm thầy bị đau họng từ tuần trước đó. Nên là đến tuần này là thầy không không nói được nữa rồi. Thầy bị mất tiếng rồi các bạn ạ. Hy vọng là thầy sẽ sớm quay trở lại lớp với chúng mình nhá. Chào Hồng Đức này, chào Hồng Diệp này, Võ Bảo Trâm này, đã có nhiều các bạn vào hơn rồi đúng không? Con tên là An, xin chào An. Em chào cô không bao giờ xem em trả lời à? Không phải là cô cố tình cô không xem các bạn, cô không không đọc comment của các bạn đâu. Thứ nhất đấy là cùng một thời điểm để các con gửi rất là nhiều bình luận lên, thế thành ra là bị trôi mất đấy, chứ không phải cô cố tình cô không đọc đâu. Và nhiều bạn quá nên là cô cũng không có nhớ được hết tên nữa. Nên là nếu mà trong cái quá trình mà chúng mình tương tác với nhau qua comment này thì chúng mình cố gắng là comment thêm cả tên nữa nhá. Không có thầy lớp học không vui à? Thì đâu có ai muốn thầy ốm đâu đúng không các con? Không có ai muốn thầy ốm cả. Xin chào bạn bạn gì nhỉ? Bạn Ngọc Nhi à? Hương 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 gì cô quên mất tên rồi. Bạn Ngọc Nhi đúng không? Ok, đã vào đông hơn chưa? Vào đông hơn chưa nào để chúng mình bắt đầu học nào. Chào Minh Kiệt nhá. Chào bạn Nguyễn Thị Thanh, cô nhớ tên em nhá. Tên của bạn Nguyễn Thị Thanh, tên thật của con là gì? Hoàng Lê Minh Trang, chào con nè. Merry. Hôm nay em vui lắm, bạn Đỗ Quyên có chuyện gì vui đấy kể cho cả lớp nghe nào. Chào Minh nhá. Rồi ok. Nào bây giờ trong cái lúc mà chờ đợi các bạn mới tham gia cùng lớp, các bạn vào lớp cùng với chúng ta thì các bạn còn lại hiện tại đang ở trong lớp sẽ làm bài tập giúp cô này. Bài tập giúp cô nhá. Đầu tiên là cô sẽ giới thiệu xem ngày hôm nay chúng mình sẽ học cái gì đã. Các con có nghe rõ cô không nhỉ? Các bạn ơi, các bạn có nghe rõ cô không? Alo, alo. Có nghe thấy không? Nghe thấy tôi không, đồng bào ơi? Nào, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau học về hai cái vần này, và cô hy vọng là sau buổi ngày hôm nay thì chúng mình sẽ ghi nhớ nhá. Đầu tiên là IR và số 2 đó là UR. Ok? IR and UR. IR và UR thì chúng mình đều đọc là R. Được chưa nhỉ? Ok? IR and UR.
R chúng mình đều đọc là R. Đó, dù chúng ta viết là IR hay là UR thì chúng ta vẫn đọc là R nhá. Ok. Cái gì mờ nhỉ Trang ơi? Trang Trang ơi, con nhìn thấy cái gì mờ vậy? Cô mờ hả? Hay là ai mờ? Cô đang xem hay là Slimer? Slimer thì có thể là do mạng ở nhà chúng mình đấy. Chúng mình check mạng lại giúp cô nhá. Ừ, hôm nay không có thầy rồi, hơi buồn một chút xíu. Ngọc Nhi hả? Vậy là cô nhớ tên của Ngọc Nhi đấy. Hơi buồn một chút xíu nhưng mà vì thầy ốm mất rồi thì chúng ta đành phải chấp nhận thôi đúng không? Hôm nào thầy khỏe thì thầy sẽ quay trở lại lớp. Con tên là Phú Trọng. Ừ, cô xin chào con, chào Thùy Linh nữa. Nào, nhớ cho cô chủ đề ngày hôm nay nhá. Tiếp theo, nhiệm vụ trong bài ngày hôm nay của chúng mình đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập về AR buổi học hôm trước đã. Được chưa nhỉ? Và số 2 đó là chúng ta sẽ bắt đầu học thêm các cái từ vựng. Có chúng ta sẽ bắt đầu học cách đọc của IR và UR. Lát nữa cô sẽ hướng dẫn chậm hơn và kỹ hơn cho các bạn này. Và tiếp theo đó là chúng mình hãy cố gắng ghi nhớ cho cô các từ vựng có chứa hai cái vần này nhá. Được chưa nhỉ? Các từ vựng có chứa hai cái vần này. Xin chào Little Hamster. Cô ơi, cam của cô mờ hả? Hiện tại cô xem ở phần review thì cô lại không thấy mờ lắm. Đợi cô một tí để cô check ở trên điện thoại xem sao nhá. À đấy, tôi nhìn thấy điện thoại cô mới nhớ ra. Đấy là cô quên mất cái dây cáp để nối vào cái điện thoại cho các con làm bài tập ở trên app mất rồi. Cô xem ở trên điện thoại cô thì vẫn rõ. Không biết là các bạn nhìn cô có mờ không. Chỉ là hơi tối thôi đúng không? Hơi tối một xíu thôi. Cô xin chào Như nha. Cô sẽ cố gắng ghi nhớ tên thôi. Bởi vì là các bạn trong lớp mình rất là đông. Lớp mình rất là đông các bạn. Nên thành ra là cô không dám hứa là cô sẽ nhớ được tên của toàn bộ lớp chúng ta nhá. Hãy thông cảm cho cô nhé. Em nghe thấy cô nói rõ lắm. Ok, cô cảm ơn bạn Trung Minh nha. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu làm bài tập này. Cô hy vọng là trong cái phần này thì lớp chúng ta sẽ không một bạn nào trả lời sai hết. Đồng ý không? Không một bạn nào trả lời sai cái phần này hết. Nào, bắt đầu với câu hỏi đầu tiên này. Nhiệm vụ của chúng ta trong phần này đó là chúng mình hãy giúp cô điền từ còn thiếu vào chỗ trống nhá. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Ngọc Nhi khoe cô là cô ơi, em thì IOE tiếng Anh, em được giải khuyến khích. Đó, như vậy là cũng có rất là nhiều cố gắng rồi đúng không? Hy vọng là năm tới mà con tham gia thì con sẽ được giải cao hơn nữa nhé bạn Ngọc Nhi nhá. À đâu, Hương Đinh là bạn khác, bạn Trang đúng không? Bạn Trang, sorry bạn Trang. Cô nói hơi nhỏ hả? Có ai còn nghe thấy cô nói bé không? Cô đang nói to hết cỡ rồi đấy. Mà cô còn đang đau họng cơ. À ok, cô đã nhận được đáp án rồi đây này. Hà Dương đã bắt đầu gửi từ cho cô, đó là từ bartender. Quỳnh Châu là bartender. Uyên Kim đúng không? Phạm Uyên Kim bartender. Vinh Ngô cũng cùng đáp án rồi các bạn. Rồi, ai nữa? Tiếng nhỏ quá cô ơi à. Bạn Trần Minh Đức giúp cô tăng âm lượng ở máy mình lên trước xem nào. Xem là có rõ hơn không nào. Minh Anh thì đang gửi cho cô một từ vựng, nhưng mà hình như là chưa đúng mất rồi Minh Anh ạ. Nguyễn Văn đó, Minh Anh ạ. Cô cảm ơn bạn Hoàng Ngân nhá. Cô vì là comment hơi dài nên là cô không có đọc lên nữa. Nguyễn Tiến. Ok, cùng đáp án luôn đúng không? Thảo Trần thì đang bị lỗi gõ tiếng Việt mất rồi. Con kiểm tra lại giúp cô xem nào. Xem là đã chính xác chưa? Kiểm tra lại nào. Diễn Auth, right? Cô không biết là cô đọc đúng tên chưa? Auth. Cũng đã gửi cho cô từ vựng là bartender. Cô nhớ tên con là Ngân Thư nha. Bạn Nguyễn Mai tên là Ngân Thư. Ok. Game CP à đúng không? Bạn cũng gửi cho cô từ đó. Bạn Anh Tuấn, Lê Anh Tuấn thì gửi cho cô là từ drink. Nhưng mà từ drink thì ngày hôm trước chúng mình không học từ đấy. Đúng không? Ngày hôm trước chúng mình không học từ drink. Ok. Rồi, rất là nhiều các bạn đã có câu trả lời chính xác. Một số bạn thì hơi sai lỗi chính tả một chút xíu thôi. Hoặc là bị lỗi gõ tiếng Việt một chút xíu thôi. Thì các con lưu ý nhá. Làm bài thì phải cẩn thận. Được chưa nhỉ? Cảm ơn Phát nha, Little Panda. Hôm nay thì thầy vắng mặt mất rồi. Rồi, vậy là câu trả lời chính xác cho cái câu số 1 của cô. Câu ôn tập số 1 của cô đó là từ bartender, đúng không? Bartender.
He is a bartender. Anh ấy là một gì nhỉ? Một nhân viên pha chế. Đúng không? Nhân viên pha chế. Ok. Cô bị đau họng à? Ừ, cô đang bị đau họng nha. Thầy cũng bị đau họng và thầy không nói được nữa rồi. Nên là nếu mà giọng cô có bị khàn quá, các bạn không nghe rõ thì cứ nhắn hỏi cô nhá. Em Như Nguyện đúng không? Mới học lần đầu rồi, cô xin chào con. Chào mừng con đến với lớp học cùng với cô và các bạn. Ha. Bạn gì đây? Bạn Đồng Trinh ạ? Đúng không? Lab Đồng Trinh HG, cô không có chắc là đã đúng tên chưa? Kiểm tra lại chính tả của từ vựng giúp cô nhá. Cô có nghe em nói gì không ạ? Cô bị đau họng giống con. Ok, hy vọng là tất cả các bạn đang bị đau họng thì sẽ nhanh chóng hết đau họng nhá. Thì đau họng thì thực sự là cô cảm thấy rất là khó chịu vì nói chuyện nó không được thoải mái lắm. Nào, xong câu số 1 nhá. Xong câu số 1, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau sang với câu số 2 nhá. Câu số 2. Ok. Đây. Đây là câu số 2 của cô. Đó, xem là các bạn có nhớ ra từ vựng trong câu số 2 của cô Anh không? Bartender là nhân viên pha chế, chính xác. Con là Hằng. Cô không nhớ tên thì có giận cô luôn á hả? Giận cô thì cô phải chịu thôi, chứ cô cũng không thể nào mà cô nhớ hết tên của các bạn được. Cô sẽ cố gắng nhá. Marker, alright. Có bạn đã điền được ở đây là từ marker. Bạn Nguyễn Tiến tên thật là gì nhỉ? Có phải là Nguyễn Tiến không? Vì là cô không cũng đấy, cô vẫn lý do cũ để là cô không nhớ được tên. Crayon hả? Cái này thì không phải. Crayon thì nó phải là cái bút sáp cơ, đúng không? Bút màu sáp cơ. Còn đây là một cái khác nhá, cái khác. Bảo Nghi ha, Bảo Nghi đang điền cho cô ở đây là từ markers. Ok. Phương là marker. Bạn Nguyễn Loan đúng không? Marker. Bạn Nguyễn Đình Toàn là marker. Bạn Vinh là marker. Rất nhiều bạn đã biết ở chỗ này cần phải điền từ marker, nhưng vẫn bị sai. Lý do là vì sao? Lý do là vì chưa đọc kỹ đầu bài và chưa xem xét cẩn thận giúp cô rồi. Nào, tất cả các bạn đang có đáp án là marker. Xem lại xem cho cô xem ở trong câu này tại sao cô Anh lại nói như vậy. Tại sao mà rõ ràng là marker, cô bảo là ừ vị trí này là cũng đúng rồi đấy, thế nhưng mà tại sao cô vẫn nói là sai? Vị trí này chả điền từ marker thì điền từ gì, tại sao cô lại nói là sai? Nguyễn Mai tên gì nhở? Ngân Thư đúng không? Ừ, ok. Tại sao cô lại nói là sai ở chỗ này? Có rất là nhiều các bạn đã biết là vị trí này đúng rồi, mình cần phải điền từ marker, nghĩa là bút đánh dấu đúng không? Chính xác, đây là những cái bút đánh dấu. Vậy tại sao cô bảo là vẫn sai? Bởi vì chúng mình chưa dùng danh từ số nhiều, đúng không? Ở trên màn hình của cô đang có rất là nhiều cây bút đánh dấu. Được chưa nhỉ? Rất là nhiều cây bút đánh dấu. Và ngoài ra thì ở trong mẫu câu mà cô đang dùng ở đây, cô đang dùng là these are, đúng không? Cô đang dùng là these are. Vậy thì khi mà cô dùng these are sẽ đi với danh từ số gì? Số nhiều cơ mà, đúng không? Số nhiều cơ mà. Đó, thì lưu ý cho cô trong những cái dạng bài điền từ nha, các con để ý nhá. These are thì sau đó sẽ là phải danh từ số nhiều nhá. Hay là those are cũng thế, đúng không nhỉ? Those are sau nó cũng phải là danh từ số nhiều. Ok. Ok. Các bạn có bạn nào chưa biết cái bút cái marker là gì không? Marker là bút đánh dấu. Bút đánh dấu. Chúng mình có thể đánh dấu ở trong, ví dụ như trong sách giáo khoa chẳng hạn, có những cái câu mà nó hay ấy. Đúng không? Cái câu hay và các con không muốn là các con bỏ lỡ, các con quên mất, thì chúng mình sẽ phải sử dụng cái bút này để đánh dấu lại. Cho nên nó gọi đây là bút đánh dấu. Đó. Cho nên gọi là bút đánh dấu. Nào, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng xem. Ok. Hà Nội lạnh không cô? Hôm nay rất lạnh luôn. Hôm nay rất là lạnh luôn. Nào, lưu ý cho cô nhá. Markers, thêm S vô, danh từ số nhiều. Đó. Học phát âm đúng không? Học phát âm với cô Anh, nhưng mà các con cũng vẫn sẽ được luyện cả một chút về ngữ pháp nữa. Nên là các con hãy ghi nhớ nhá. Rồi, như vậy là chúng ta vừa xong phần ôn tập của bài ngày hôm trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau
sang bài mới và để xem là hôm nay cô sẽ mang tới cho chúng mình những từ vựng gì nhá. Cô nghĩ là đối với lớp chúng mình thì từ không quá khó, đúng không? Không quá khó. Rồi trước khi mà xem là chúng ta học những từ vựng gì thì bây giờ chúng mình hãy nhìn lên trên màn hình giúp cho cô này. Nhìn lên trên màn hình giúp cho cô và hãy cho cô biết, từ đầu giờ cô đã nhắc rồi, hãy cho cô biết I are và you are chúng mình đọc như thế nào nhá. Đọc như thế nào? Ok. Hai cái vần này chúng mình đều đọc là er. Được chưa? Er. Ok. Nào bây giờ cả lớp đọc to lại giúp cô nào. Er. Được chưa? Được chưa nào? Hai cái vần này nhá, hai vần này chúng mình đều đọc là er. Cô ở đâu ạ? Cô đang ở Hà Nội. Ồ, bạn Hoa Nguyễn là bạn Bảo Nghi đúng không? Bảo Nghi đang ở Huế, vậy là rất xa cô. Rất là xa cô ha. Ok, lưu ý cho cô nhá. Lưu ý cho cô. Nào bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau xem là cô sẽ mang đến những từ vựng gì nào. Trong phần đầu tiên đó là I are, mình vẫn đọc là er thôi đúng không? I are, từ vựng số 1. Từ này rất dễ. Từ này rất dễ, một tính từ. Nào có bạn nào biết cách đọc của từ này chưa? Từ này mang nghĩa là bẩn, đúng không? Từ này mang nghĩa là bẩn. Bẩn. Bẩn nhá. Hello teacher, xin lỗi em vô trễ tại vì em mới đi học về ạ. Bạn Đỗ Hoàng, không sao cả, bây giờ chúng mình mới bắt đầu học bài mới. Vừa rồi cô cho các bạn ôn tập thôi. Ok, good. Bạn Nguyễn Tiến đã viết rất đúng này. Bạn Đạt viết rất đúng từ vựng đầu tiên của cô rồi. Excellent. Alright. Nào, từ vựng đầu tiên chúng ta có đó là từ dirty. Dirty. Ok, dirty. E và chữ E và chữ R ghép với nhau. Ở trong trường hợp này chúng ta sẽ đọc là er. Được chưa nhỉ? Er. Vậy chúng ta sẽ có dirty. Dirty. Có hai cách đọc nhá. Một, chúng ta sẽ đọc rõ đuôi T ra. Dirty. 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 Cách số 2, các bạn mà hay phát âm quen nếu anh Mỹ ấy, thì các bạn sẽ hay đọc thành dirty. Dirty. Hai cách đấy đều đúng nhá. Được chưa? Hai cách đấy đều đúng, có nghĩa là bẩn. Một tính từ bẩn. Ờ dơ cũng đúng. Đúng rồi, các bạn ở trong miền Nam, miền trong thì các bạn hay gọi là dơ đúng không? Đó, ở bên ngoài Bắc thì hay gọi là bẩn. Đó. Dirty or dirty, ok? Đúng rồi. Nhớ nhá. Chúng mình sẽ nhớ đây là một tính từ nhá, và tính từ thì dùng để làm gì nhỉ? Tính từ thì dùng để miêu tả, đúng không? Ví dụ như là cô ơi cô, cái phòng ngủ của con bẩn lắm cô ạ. Ví dụ bạn nào mà khoe cô như thế, nào thì đố các bạn đặt được cho cô câu đấy nào. Phòng ngủ của con bẩn lắm. Bạn nào tự tin khoe cô câu đấy nào. Nhanh, cô đang chờ ở comment đấy. Ai biết được câu đấy? Cô ơi, phòng ngủ của con bẩn lắm. Ai dám khoe cô câu đấy? Em thi giữa kỳ được 9 cô ạ. Ok, bạn là Nguyễn Đình Kiên đúng không? Siêu quá. Dirty, bạn Ngọc Trương nó viết sai mất rồi nè. Dirty có nghĩa là bẩn nhá. Quỳnh Anh không dám khoe à? Không có bạn nào dám khoe à? Không bạn nào dám khoe cô là cô ơi phòng ngủ của con bẩn lắm à? Con cũng không dám. Ok, so my room hoặc là my bedroom. Bạn nào đây, siêu quá này. Huyền Thương Trần, my bedroom or my room is dirty, đúng không? My room is dirty, my bedroom is dirty, is very dirty. Not mine. Not mine. Không phải của cô nhá. Quỳnh Châu, my bedroom is dirty, phải không ạ? Đúng rồi đấy. Bedroom viết liền vào ha. Bedroom is dirty. Good. Chính xác. My room is very dirty. Ok, vậy là vẫn có những bạn rất là bạo dạn khoe cho cô. Khoe với cô đúng không? Kể với cô là cô ơi, phòng ngủ con bẩn lắm. Thế có bẩn thật không? Có bẩn thật không? Những bạn mà đã rất là bạo dạn khoe cô thì có bẩn thật không? Nhà phòng của mình có bẩn không? Rất là nhiều bạn cũng không dám đúng không? Bedroom dirty à? Lê Anh Tuấn Quỳnh đúng không? Con sẽ cần phải biết là my bedroom is dirty. Được chưa? My bedroom is dirty. Cô ơi phòng ngủ của con bẩn thỉu. Em biết tiếng Việt mất rồi, con biết tiếng Việt mất rồi, con phải biết tiếng Anh chứ.
Thân triệu, ok, cô kỳ quá hả? Cô đâu kỳ đâu. Nào, tiếp theo sang từ vựng số 2 nhá. Vừa rồi xong từ vựng số 1, có vẻ là các bạn cũng rất là hào hứng rồi đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ sang với từ vựng số 2. Cũng là một tính từ đấy chưa nhỉ? Cũng là một tính từ. Ok, chúng mình thử đoán xem từ này có nghĩa là gì. Bạn Trúc đang bảo là con đổi thành câu bedroom is clean đúng không? My bedroom is clean, ok. Rồi. Bạn Lợi Đinh thì very good. Bạn đã rất là xuất sắc luôn. My room is not dirty. Ok, rất là xuất sắc. Alright, dirty and tired. This morning and evening and a lot at work, really. Nguyễn Thị Tuyết này, cô ơi, cô có nhìn thấy con không ạ? À, cô có đây. Bạn Trúc, đúng rồi, chính xác. Bạn Trúc này, bạn Mạc Hạnh này, bạn Nguyễn Kỳ này, cô không nhớ tên của Nguyễn Kỳ nữa rồi. Chính xác, đây là khát nước nhá. Thế các con đã học từ vựng này trước đây chưa? Chúng mình đã học từ vựng này trước đây chưa? Bạn Hoàng Nguyễn là bạn gì nhỉ? Bảo Nghi à, đúng không? Bạn Bảo Nghi còn mạnh dạn khoe với cô là my cousin is dirty. Ok, đúng rồi, có một số bạn đã Việt hóa giúp cô cái từ này rồi. Khát nước, chính xác Thảo Nhi ạ. Ok, vậy thì từ này chúng mình cùng nhau đọc nhá. Thirsty. Để xem nhỉ? Nhớ nhá, mình sẽ có hai âm tiết ở trong cái từ này. Đầu tiên là thirst, nhớ nhá. Thirst, sau đó phải có âm S cho cô này. Thirst, rồi mới đến đuôi T, để xem nhỉ? Thirsty. Và tương tự như từ dirty thì mình cũng sẽ có hai cách đọc. Nếu như mà các con phát âm theo anh thì chúng ta sẽ đọc là thirsty, để xem nhỉ? Thirsty. Còn nếu mà các con quen phát âm theo anh Mỹ rồi thì chúng mình cũng có thể đọc là thirsty. Thirsty. Đúng không? Thirsty. Đó, nó sẽ cái âm tờ nó sẽ hơi nhẹ hơn một chút xíu. Thirsty. Alright. Âm tờ hơi nhẹ hơn một chút xíu, nhưng mà bởi vì nó không có bị kẹp giữa nguyên âm nên là nó không biến hẳn thành đờ nhá. Thirsty, đúng không? Thirsty. I'm so thirsty. Now. Bây giờ tôi đang khát quá trời khát luôn. Tiếng cô nhỏ quá hả? Nhỏ quá hả? Cầm mic nhá. Cô cầm mic nhá. Ok. Đây cô nói thế này chúng mình đã nghe rõ chưa? Chúng mình nghe rõ chưa nhỉ? Are you thirsty? No, I'm not. What about you? Are you thirsty? Ai đang khát nào? Ai đang khát? Đâu cô cầm mic, các bạn đã nghe rõ hơn chưa? Cô cầm mic đó. Alo. Rồi. Ok, rồi cô cầm mic luôn nha, chơi lớn luôn, như ca sĩ luôn. Ok, rồi cả lớp ơi, cả lớp đọc lại cho cô từ này nào. Thirsty. Ok, nào cô sẽ gọi random một số bạn đọc cho cô hai từ có trên màn hình luôn nhá. Bạn số 1 đó là bạn Thùy Dương này, Dương Linh Thùy Dương ha. Bạn số 2 là Quỳnh Châu. Tiếp theo Thanh Hà. Tìm lại tình yêu là Thảo Nhi đúng không? Thảo Nhi. Ok. Trần Huế. Bạn Võ Lê Bảo Trâm. Nguyễn Kim Anh. Hạnh Mạc. Ok. Một bạn nữa nào. Nguyễn Mai. Là Ngân Thư đúng không? Ok. Rồi những bạn mà vừa cô Anh vừa gọi tên thì chúng mình sẽ giúp cô đọc hai từ ở trên màn hình nhé. Number one, dirty, đúng không? Or dirty. Number two, thirsty, alright? Thirsty, ok? Cô em đi ở từ từ, rồi cô sẽ gọi. Thirsty. Next one. Từ này có lẽ là một cái từ mà không thể bạn nào không biết được đúng không? Không thể bạn nào không biết được. Từ gì? Ngày sinh nhật đúng không nhỉ? Ngày sinh nhật. Đó.
ngày sinh nhật thì chúng mình sẽ có từ birthday. Birth, phát âm âm thở nhẹ ra một chút xíu cho cô này. Birthday, 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 ok. Cô ơi, con học từ thirsty ở trường rồi, con có phải ghi không? Con cứ ghi vào nhá, vì lát nữa cô giao bài tập sẽ có liên quan đến phần này đấy. Nên là con ghi vào nhá. Bạn Trúc đang hỏi là when your birthday. Con phải hỏi là when is your birthday mới đúng nhá. When is your birthday? Nào, birthday, birthday, birthday. Ok, dễ thôi đúng không? Rất 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 dễ thôi. Cả lớp mình ơi, cả lớp mình đọc lại nào. Birthday, birthday. Ok, birthday. Nhớ nhá, nhớ nhá, nhớ nhá. Ngày sinh nhật, ngày sinh nhật. So when is your birthday? When is your birthday? Ngày sinh nhật của các con là vào ngày nào nào? Đó. Cô hỏi là when is your birthday? Thì chúng mình hãy trả lời cô là it's on hoặc là it's in đúng không? It's on thì chúng mình sẽ cộng với ngày tháng năm sinh đầy đủ. Còn it's in thì chúng mình chỉ cần cộng với tháng thôi. Được chưa? When is your birthday? When is your birthday? Xem nào, đã có ai khoe cô về ngày tháng năm sinh chưa? On the 2nd of June. Ok, Quỳnh Anh là vào mùng 2 tháng 6. Well done. 19 tháng 5 là bạn là Lê Thanh Bình đúng không? 24 tháng 9 bạn Trần Huyền Thương. Alright, it's on. The 24th. Bạn nào nữa nhỉ? 16 tháng 7 là bạn Hoa Phượng. Ok. Em đi cô hả? Cô đã làm gì? Cô chưa gọi mà, cô chưa gọi đọc mà. Rồi, it's on nhá bạn Hoàng Nguyễn nhá. Hoàng Nguyễn đây có phải bạn Bảo Nghi không? It's on nhá. Có phải s nữa hoặc là it is on. Được chưa nhỉ? It is on. Cô nhắc lại này, nếu mà chúng mình muốn trả lời ngày tháng năm sinh đầy đủ ấy, hoặc là ngày và tháng ấy, thì chúng ta sẽ dùng cho cô giới từ on. It's on. Được chưa nhỉ? Còn nếu như mà chúng mình chỉ muốn nói là nói vào tháng thôi, được chưa, thì chúng mình dùng in cho cô nhá. Dùng in. Ví dụ như là it's in July hay là it's in June, ví dụ thế nhá. Ok. Rồi bây giờ gọi các bạn đọc đây. Phương Anh đọc bài nào, nhím Trần đúng không? Phương Anh, Nguyễn Đào, bạn một bạn Phương Anh nữa. Một bạn Phương Anh nữa. Hương Đinh có phải là Trang không? Xin mời bạn Vinh Ngô nữa nha. Bạn Kiều Oanh nữa này. Vừa rồi cô thấy bạn nào đang xin đọc ấy mà cô không có kịp nhớ tên luôn. Nguyễn Thủy đọc bài giúp cô nha. Thầy đâu rồi? Hôm nay thầy ốm rồi này, cô cũng đang ốm đây. Ok, Nguyễn Xuân Đức đúng không? Xin mời Nguyễn Xuân Đức nha. Xuân Phương Võ, lâu lắm mới nhìn thấy Xuân Phương Võ. Huyền Anh nữa nè, đây cô nhìn thấy bạn ở đây rồi. Dương Tuấn Huy phải không con? Huy ha, xin mời con đọc bài nào. Tất cả các bạn, Mi, Quỳnh Anh, ok. Xin mời những bạn có tên cô vừa mới gọi thì chúng mình sẽ đọc lại cho cô từ cuối cùng nào. Cuối cùng ở trong cái slide này. Birthday, birthday. Ok. Ok. Cô back lại một chút xíu với từ thirsty nhá. Cô bị lộn với cả từ 30 là số 30 ấy. Đó, cô bị nhầm. Cái từ này thì chúng mình chỉ đọc là thirsty thôi nhá. Thirsty, không có hai cách đọc nữa. Chúng mình nhớ cho cô một cách đọc thôi. Thirsty. Ok. Ok. Rồi. Tiếp nha các bạn ơi. Trời ơi. Tiếp theo này chúng mình sẽ cùng sang với cả you are. Chúng ta vẫn đọc là đúng không? Ngay từ đầu giờ cô anh đã nhắc rồi, you are chúng mình vẫn đọc là được chưa nhỉ? Vẫn là vậy thì từ vựng đầu tiên mà cô có một từ rất quen thuộc, một trong các màu mà chúng mình đã học rồi, thì từ này chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Cả lớp mình ơi, từ này chúng mình sẽ đọc là gì? Đố các con biết là purple đúng không? Purple, very good. Rồi, vậy thì từ vựng này chúng mình nhớ nhá,
không có đọc nhầm từ này đấy nhá. Nhiều bạn là thấy chữ U ở đây này, nhiều bạn thấy chữ U ở đây, thế xong các bạn đọc luôn là pew luôn. Đọc luôn là pupil luôn, là thành thành một từ khác đó nha. Nên là lưu ý cho cô. Ok, nào bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại giúp cô từ vựng đầu tiên trong cái slide này nào. Purple. Purple. Màu tím, đúng không? Purple, màu tím. Ok. Dễ không? Dễ nhỉ. Xin mời Đức Phan nha, xin mời bạn Hà Vi Vũ này. Hà Vi Vũ đúng không? Cherry Nguyễn nè. Next one, do you like purple? No, I don't. I don't like purple. Xin mời Nguyễn Công Minh, bạn Đặng Thị Phương Thảo, bạn Hà Khải, bạn Lê Khánh. Cuộc đời mới tên thật là gì nhỉ, để cô gọi tên nào? Bạn Trúc đâu? Xuân Thi đó, Trúc đúng không? Ok, bạn Trúc mà tên dài dài cô không nhớ nữa. Bạn Trúc cũng đọc giúp cô nha. I'm so thirsty. Xin mời Nguyễn Khích nè, Quỳnh Anh nè, bạn Mai Trang nè, Nguyễn Kim Anh nữa nha. Rồi đây là một từ mà quá dễ đi, nên là cô gọi khá là nhiều các bạn đấy. Đó, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại cho cô nào. Purple. Purple. Ok, cô cảm ơn Lê Hải đã đặt một câu rất đúng này. My notebook is purple, đúng không? Good. Good. Màu tím, đúng rồi, màu tím nhá. Do you like purple? Rất là nhiều các bạn vừa hỏi cô là do you like purple? I don't like purple. So what about you guys? Do you like purple? Các bạn có thích các con ở trong lớp mình, những bạn nào thích màu tím? Các bạn nào thích màu tím không? Có ai thích màu tím không? Em à? Ok. Trần Ngọc Thuyên. Hoa Phượng nhắc cô vài lần để cô nhớ được tên của con nhé. Còn bạn Bình Đào rất là thích màu tím đúng không? Ngoài màu tím ra thì lớp chúng mình thích màu gì nữa? Ngoài màu tím ra thì các con thích màu gì nữa nào? Nâu, no, nâu, no, rất nhiều nâu. Rất nhiều nâu đúng không? Sorry. Rất là nhiều các bạn say nâu đúng không? Ok. Nào, sang đến từ vựng số 2 ở trong cái you are này nhá, cô xem mấy giờ rồi. Ok. You are, nhớ này, you are vẫn đọc là đúng không? Vậy thì ở cái từ này chúng mình sẽ đọc là urban. Sorry. Sorry. Turban. Turban. Tur. Thấy chưa nhỉ? Turban. Turban. Ok, turban là cái khăn xếp. Khăn xếp. Như chúng mình nhìn ở trên màn hình mà cô đang có một cái hình ảnh để gọi là để gì nhỉ? Để minh họa đó. Đấy, chúng mình nhìn vào đây cho cô nhá. Thì chúng ta thấy là cái khăn này nó sẽ bằng vải đó, nó sẽ bằng vải xong sau đấy quấn ở trên đầu. Quấn ở trên đầu như sẽ thành từng cái lớp xếp vào với nhau. Đó, thành từng lớp xếp vào với nhau. Đấy, thì chính là cái loại khăn này nhá. Được chưa? Con thích màu vàng lắm. I like yellow too. I like yellow too. And I like white and black. Ok. Turban. Khăn xếp nha. Khăn xếp. Ok. Rất là nhiều bạn thích màu tím đúng không? Một số bạn thì thích xanh dương. Một số bạn thì thích màu vàng. Tiếng cô nhỏ quá hả? Cô đang cầm mic. Cô đang cầm mic luôn rồi đấy các bạn ạ. Tiếng cô vẫn nhỏ hả? Alo alo. Cô cầm mic là phải to hết cỡ rồi chứ nhở? Red and blue, red and blue. Turban là khăn xếp, chính xác. Nào, các bạn đọc bài nhá. Len Trần ơi, cô quên mất tên của con mất rồi. Len Trần đọc bài nào, Khánh đọc bài nào, Âu đọc bài nào, Dương, Thùy Dương đọc bài nào, Hà Thị Thu đâu rồi, bạn Chu Tình, bạn Hoàng Tuyết Mai, bạn Kiều Oanh đi. Kiều Oanh đọc bài nha. Mai Trang đọc bài. Hưng Khánh đọc bài, Như Ý đọc bài. Ok. Nguyễn Đinh Hiền à? Đúng không? Em thích màu blue. Vậy thì con nói như thế nào nhỉ bạn Hoa Phượng? Nghe tốt mà cô, ok. Tại vì có một số bạn vẫn bảo với cô là cô nói bé quá. Hân Huỳnh đúng không con? Xin mời Hân Huỳnh đọc bài nhá. Ok, rồi, bây giờ chúng mình sẽ đọc. Turban. 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 Alright, khăn xếp, được chưa nhỉ? Và từ vựng cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay đó là từ này.
Từ này là một danh từ nhá, mang nghĩa là nhà trẻ. Đó, nhà trẻ. Chúng mình sẽ có từ nursery. Nursery. Alright. Nursery. Nursery. Đó. Cả lớp đọc nhá, cả lớp đọc to nhá. Đâu rồi, đâu rồi? Cả lớp ơi. Say the word out loud please. Nursery. Nursery. Ok. Dễ thôi đúng không? Nhà trẻ. Ok, rồi cô sẽ gọi bạn Hoàng Thu Thủy đọc bài này. Tâm Trần à, đúng không? Thanh Nhã, Tuyết Nguyễn. Những bạn mà tên mới mới một chút đi ha. Khăn xếp vào cô đúng rồi. Mai Trang cô vừa mới gọi trước xong này. Tuyên Nguyễn à đúng không? Tuyên Nguyên, Tuyên Nguyên. Nhà trẻ đúng rồi đấy. Ai nữa nhở? Cô muốn nhìn thấy những chiếc tên khác khác nào. Em tên là Phạm Huyền Trang. Vừa rồi cô có gọi sai tên đúng không? Huyền Trang cố gắng là hôm sau ghi thêm cả tên vào nữa nhá, để cô gọi cho đúng. Nào thế bù đắp lại sẽ mời Huyền Trang đọc bài. Ngô Lệ Quyên đi nào. Võ Lê Bảo Trâm nào. Quỳnh Anh cô gọi chưa nhở? Câu trước cô gọi Quỳnh Anh chưa? Xin mời Quỳnh Anh nhá. Thanh Loan và Bảo An đúng không? Ok, hai bạn cùng nhau học hả? Xin mời Thanh Loan và Bảo An. Next one. Nguyễn Đình Tấn Tú. Giờ cô mới nhìn thấy. Giờ cô mới nhìn thấy bạn Nguyễn Đình Tấn Tú. Rồi, Huệ Cao nữa. Và bạn Nguyễn Đặng Nguyễn Hải là đúng không? Bạn Ngọc. Ok, rồi. Giúp cô từ này nào. Nursery. Nursery. Nhớ cho cô là được không nhỉ? Nurse. Nursery. Nursery. Ok. Rồi. Bây giờ sẽ là khoảng thời gian mà chúng mình cùng nhau làm bài tập nhá. Làm bài tập. Hôm nay thì cô sẽ không cho phần let's read nữa, mà cô sẽ cho các con làm thêm bài tập. Được chưa? Câu bài số 1 nào. Bài số 1, câu số 1 vẫn như mọi khi thôi, siêu dễ luôn. Đây là một từ vựng. Hy vọng là chúng mình sẽ đoán ra nhá. Unscramble the words. Hãy giúp cô sắp xếp để có một từ vựng chính xác. Bài này thì rất là dễ đúng không? Bài này rất là dễ. Nào xem với câu đầu tiên, với từ vựng đầu tiên chúng mình có đoán ra đây là gì không? Chúng mình hãy cố gắng ghi nhớ bài luôn ở trên lớp nhá. Nhanh quá trời nhanh. Uyên Nhi đã gửi cho cô đáp án rồi đây. Huế Nguyễn đúng không nhỉ? Huế Nguyễn này, bạn Tạ Thùy Anh này, bạn Phong Thủy này, em tên là Trọng. Nguyễn Kỳ này. Trung Minh à, đúng không? Trung Minh nhỉ? Chào bạn Phúc Bá nhá. Sao nãy giờ cô mới nhìn thấy bạn Phúc Bá ta? Anh Vân Vân Anh, right? Nguyễn Lê Thị Vân này, Quỳnh Châu này, Nguyễn Đình Tấn Tú. Viết liền đây vào giúp cô. Viết liền đây vào giúp cô nhá. Nguyễn Thị Nhàn, ok. Bạn Bitcoin, dễ thương quá. Ok, rồi. Lê Minh Trang, Hoàng Lê Minh Trang, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Kim Anh, Hoàng Khắc Huy. Có bạn nào có từ khác không? Bảo Nghi đang bị sai chính tả rồi nè. Ngọc, ok. Thảo Trần, ok. Hà Dương, ok. Bún chả ngon à? Ok, trời ơi, nói bún chả thèm quá trời nè. Phu Tử. Ok, good. Sumomi Phạm. Ôi, Sumomi Phạm đang bị sai chính tả của cô rồi. Sumomi Phạm kiểm tra lại cho cô nào. Xem từ birthday con biết đúng chưa. Rồi, siêu nhanh luôn đúng không? Cả lớp, rất nhiều bạn đã trả lời chính xác. Từ vựng đầu tiên của chúng mình đó là birthday. Birthday. Ok. Hoa Phượng. Hoa Phượng tên là gì nhỉ? Ôi, cô không nhớ được tên luôn. Hoa Phượng cũng đang bị sai chính tả nhá. Hoa Phượng kiểm tra lại. Rồi, chúc chính xác rồi. Dễ quá mà đúng không? Dễ quá mà. Lưu ý nhá. Lưu ý cho cô từ birthday viết liền và giúp cô này. Có một số bạn là viết cách ra đấy. Nên là nhớ là viết liền vào cô nhá. Tiếp theo, next one. Cái này là hơi lạ một tí đây. Hy vọng là chúng mình sẽ nhìn ra nó là cái gì.
Em tên Trinh. Cô chào Trinh nhá. Cô đây, cô sao nhở? Sao Quỳnh Anh gọi cô nhở? Rồi, có rất là nhiều các bạn đã gửi đáp án đây rồi. Cô bắt đầu kiểm tra đây. Bạn Hồng Anh Kiệt này, cô không chắc là cô có nhớ đúng tên của con không. Nếu có sai thì đừng mắng cô nhá. Đừng trách cô nhá. Vì là cô hay quên tên quá. Đừng dỗi cô. Trang đúng không? Turban, ok. Ngọc Anh là từ Turban. Thảo Trần cũng vậy, Duy Khánh cũng vậy. Bạn Âu nè, bạn Bùi Thị My. Trời ơi, mờ quá, nhờ đúng không? Bùi Thị My nhờ. Thuyết Hoàng, Phạm Huyền, Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Mai là bạn Ngân Thư đúng không? Băng Phạm, Ngọc Nhi, ok. Liên Nguyễn, rồi ai nữa? Ai nữa? Con tên Thư. Ok, bạn Bún Chả Ngon tên là Thư. Hy vọng là vì cái sự ấn tượng với account con đang sử dụng thì cô sẽ nhớ được tên của con nhé. Nguyễn Đình Tuấn Tú, ok. Bạn Phạm Mai Khanh đúng không? Ok, cô có thấy con không? Đây, bây giờ cô nhìn thấy bạn Thoa Lê đây nè. Bạn Thoa Lê đã gửi đáp án chưa? Bảo Nghi nhỉ? Ok, rồi. Gọi con đi à, Vũ Thị Bưởi đã gửi cho cô đáp án chưa nhỉ? Gửi cho cô đáp án chưa? Cô đang không nhìn thấy đáp án của con. Ok, rất đúng đúng không? Vậy là chúng mình đã có hai từ vựng mà chúng ta đã ghi nhớ được rồi, đúng không nhỉ? Hai từ vựng rất là dễ thôi. Một từ thì là một từ cô nghĩ khá là quen thuộc. The birthday thì khá là quen thuộc đúng không? Còn từ turban thì thời gian nó khá ngắn. Và cũng hy vọng là cái khăn này nó sẽ gây, nó sẽ mang ấn tượng để các con có thể dễ dàng ghi nhớ nó nhá. Ok. Nào, bài tập số 2 của chúng ta thì sẽ hơi nhiều hơn mọi khi một chút xíu, sẽ hơi dài hơn một chút xíu nhá. Ở trong bài này sẽ có 4 câu và cô hy vọng là 4 câu này thì cả lớp chúng ta sẽ đều làm đúng hết. Được không nhỉ? Em tên là Liêm à? Ok. Nào, câu số 1, hãy giúp cô điền từ còn thiếu vào chỗ trống. The house is. The house is gì đó? Ok, Quỳnh Châu này, Thanh Hà rất nhanh này, điền rất nhanh luôn. Bún Chả Ngon là Thư đúng không? Ok, Huyền Trang, Võ Lê Huyền Trang. Bạn Finding, bạn Quỳnh Anh, bạn Candy, bạn Hảo Trần rất là nhanh. Những bạn thực sự rất nhanh luôn. Vì sao chúng mình lại điền được ở đây là từ dirty? Vì sao? Vì chắc chắn nó thiếu đúng không? Chắc chắn thiếu từ đấy đúng không? Rồi vì nhìn vào hình ảnh thì chúng ta thấy là trời ơi, nhà vừa bừa bộn này, xong rồi pizza này, xong giấy ăn này lộn thuộm, rồi sơn, rồi mạng nhện. Vậy là chỉ có một từ, đó là từ dirty mà thôi đúng không? Giọng cô yếu quá. Giọng cô yếu quá, nghe không rõ hả? Cô đã cầm mic lên rồi đấy. Vì là cô không nói to hơn được nữa, cô chỉ nói được như thế này thôi. rất là xin lỗi các con nhá. Bạn nào mà nghe bé thì có thể giúp cô đeo thêm cái tai nghe vào được không? Đeo tai nghe để có thể sẽ nghe rõ hơn đấy. Rồi, rất là nhiều bạn đã điền ở đây là từ dirty. Very good. Có vẻ như là câu số 1 không làm khó được một ai cả. Không khó gì cả đúng không? Ok. So, number 1, the house is dirty. Is dirty. Cái ngôi nhà này thực sự rất là bẩn. Ok. Câu số 2 xem nào. I have a dress. I have a dress. Number 2. Hãy cho cô biết câu số 2 chúng mình sẽ điền gì vào đây. Chúng mình sẽ điền gì vào câu số 2 nào. Vị trí còn thiếu trong câu số 2 nào. 8:15 rồi, còn 2 câu nữa là chúng mình hoàn thành rồi. Nên là hãy cố gắng hoàn thành bài cùng với cô nhé. Ok, các thành viên sai chính tả, cô buồn quá. Bạn các thành viên ơi, cô buồn quá nè. Viết đúng chính tả cho cô nào. Đức Phan, ok. Quỳnh Châu, ok. Hạnh Nguyễn, ok. Vân Anh, ok. Thanh Tâm rất ok. Võ Lê Bảo Trâm, ok. Thanh Diệu, rồi, good job. Bạn Hiếu Hạnh, good job.
Bạn Sơn Nguyễn bị sai mất rồi. Sơn Nguyễn sửa lại nào, Sơn Nguyễn xem lại và sửa lại nhá. V, alright. Thùy Trang, excellent. Phạm Uyên Kim, good. Yan Di Nguyễn đúng không? Cô không biết là đọc đúng thế đúng nữa. Quốc Tài rồi, ok. Cô quên em rồi hả? Bạn nào vừa bảo cô quên đấy nhỉ? Cô đâu có quên đâu. Đỗ Thủy, Đỗ Thanh là bạn Hải. Duy Hải đúng không? Lâu quá rồi cô không có nhìn thấy con nên là cô quên tên đó. Couple từ bạn Quỳnh Anh, ok. Rồi, chính xác. Bạn gái này bạn ấy đang mặc một bộ một 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 cái gọi là cái đầm đúng không? Cái đầm màu tím và bạn ấy nói là I have a dress, I have a purple dress. Đúng không? I have a purple dress. Vậy thì đáp án chính xác trong câu số 2 của cô đó chính là từ purple đúng không nhỉ? Purple. Ok. Dễ không? Lớp chúng mình thấy dễ không? Câu số 3 nhá. Her young child is at. Is at chấm 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 nào. Đợi cô một tí để cô sửa lại cho cái câu này nó chính xác hơn nha các bạn ơi. Ok. Ok. So, Quỳnh Anh, cô vừa nhìn thấy Quỳnh Anh này. Huyền Trang, Thảo Nhiên, Thùy Nguyễn đúng không? Phạm Uyên Kim, các bạn đều có câu trả lời là nursery, alright, nursery đúng không? Ở nhà trẻ đúng rồi. Her youngest child is at nursery now. Is at nursery now có nghĩa là đứa con út của cô ấy đúng không nhỉ? Đứa con út của cô ấy đang ở nhà trẻ. Bây giờ con út của cô ấy đang ở nhà trẻ. Ok. Mai Trang cũng đã đúng rồi này. Anh Ngọc đúng không? Thanh Đào ơi, nursery y dài cuối cùng giúp cô nhá. Không phải y ngắn đâu nhá. Nguyễn Đinh Đình Toàn đúng không? Ok, nursery. Loan Linh là nursery, Ánh Ngọc nursery. Phương Trần là Phương Trần. No, not Phương Trần, Nhím Trần là Phương Anh. Nursery, ok, Quỳnh Châu. Ok. Rồi. Câu số 3 của chúng ta chính là từ nursery nhá. Nursery. Câu số 4 là câu cuối cùng nào. Câu cuối cùng. He needs water. He is now. He needs water. He is now. Em là Tường rồi. Xin chào Tường. Ok. Good. Cô thấy Bùi Thảo Nhiên đã có đáp án đúng rồi này, Quỳnh Anh cũng vậy này. Võ Lê Bảo Trâm cũng đúng rồi, Hân Hân Huỳnh, Hân Huỳnh. Chết rồi, cô quên tên rồi. Cô quên tên rồi. Nhưng mà đúng rồi đấy. Hoàng Lê Minh Trang, ok. Hiếu Hạnh đúng không? Rồi, good. Nguyễn Đình Toàn cũng đã đúng rồi, chính xác. Anh Kiệt chính xác, Phương Linh chính xác, Thanh Nhã chính xác, bạn Âu cũng đúng rồi. Bạn 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 gì nhỉ? Bạn gì vừa cho cô tên mà cô quên luôn rồi. Trúc Thirsty, good. Duy Khánh Thirsty nhá. Đã, Duy Khánh bị hoang mang giống cô rồi đây này. Vừa lúc đầu á, cô nhìn lướt qua một cái xong rồi cô kiểu nghĩ đến số 30 đấy, cô đọc luôn là 30. Nhưng mà thực ra nó là Thirsty. Uyên Nhi cũng đang bị thiếu S rồi con. Thiếu S là đằng sau chữ R ấy. Letter R, R-S-T-Y nhá. Để ý nhá. Ok, rồi trong câu này chúng mình không còn có thể điền từ nào khác cả. Đó là từ thirsty, đúng không nhỉ? Thirsty. Anh ấy cần nước, anh ấy đang đang cảm thấy rất là khát, đúng không? Vậy thôi. Now, summary part. Ở đây, ngày hôm nay chúng mình học 6 từ vựng. Từ số 1 là dirty hay là dirty. Từ số 2, thirsty. Từ số 3, birthday. Ok, dirty, thirsty and birthday.
Next one, 6 từ tiếp theo đó là purple, turban và nursery. Again, purple, turban and nursery. Được chưa nhỉ? Rồi, bài tập về nhà cho cả lớp đây, đó là tìm thêm cho cô những từ có chứa IR and UR. Và IR, UR này phải được đọc là nhá, phải được đọc là được chưa? Tiếp theo, khi mà các con đã tìm xong bài rồi thì con hãy quay video đọc từ này. Từ thì bao gồm cả từ mới mà ngày hôm nay chúng mình học, cả từ mà chúng ta tìm được, rồi đọc câu nữa, câu ở trong cái phần bài vừa rồi mà chúng ta làm đó. Sau đó gửi cho cô vào group allo.edu đào tạo và hỗ trợ học viên nha các con nhé. Nhớ này, để mà chúng mình nhớ được từ vựng thì chúng ta hãy cố gắng đọc thêm, đặt thêm cả các câu nữa với những cái từ vựng mà chúng mình học ấy, thì chúng ta sẽ dễ dàng ghi nhớ cái từ vựng đó hơn. Và ngoài ra thì đừng quên hãy thường xuyên ghé thăm website allokiddy.com.vn để làm bài tập, hoặc là chúng mình có thể sử dụng app AlloKiddy để làm bài tập nhé. Vì có rất là nhiều các kỹ năng mà chúng ta chưa có được luyện ở trên lớp cùng với cô, đúng không? Nên là chúng mình cần phải chủ động học bài theo app. Được chưa nhỉ? Ok. Rồi, nhớ là hoàn thành bài tập nhá. Có rất là nhiều các bạn rất chăm chỉ trong lớp luôn. Rất là chăm chỉ gửi bài tập cho cô luôn. Nên là chúng mình hãy đừng quên làm bài tập nha. Ok, bây giờ là thời gian mà cô phải chào tạm biệt các con rồi, và hẹn gặp lại tất cả các con trong các buổi học tiếp theo. So, goodbye.